chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào chị Thanh. Chào em. Chị Thanh ơi, em thấy chương trình Món Ngon Mỗi Ngày của mình đó hướng dẫn cho quý vị khán giả những món ăn truyền thống, nhưng mà đôi khi cũng có những món ăn sáng tạo, rất là ngẫu hứng phá cách. Vậy thì chị thích nấu món ăn truyền thống hay là món ăn kiểu mới hả chị? Hôm nay Ngọc Hương còn phỏng vấn chị nữa hả? Thì lâu lâu phải cho em phỏng vấn chị chứ. Thật ra thì mỗi cái nó có một cái hay riêng. Món ăn truyền thống thì chúng ta hay nấu, cho nên khi mà chúng ta được nấu món mới sáng tạo thì đối với các đầu bếp đó cũng là một cái sự rất là thích thú. Em cũng nghĩ như vậy. Tuy Ngọc Hương không phải là một người đầu bếp, nhưng mà Ngọc Hương nghĩ rằng trong ẩm thực đôi khi sự phá cách sẽ đem lại sự thú vị, niềm vui cho thực khách cũng như là cho người nấu, đúng không quý vị? Nhân câu hỏi rất hay của Ngọc Hương, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và Ngọc Hương lên một món ăn dựa trên nguyên liệu Việt Nam nhưng lại chế biến theo phong cách châu Âu. Wow, quý vị khán giả có nghe không? Một món ăn nguyên liệu thì Việt Nam nhưng mà được chế biến theo phong cách của châu Âu, hấp dẫn quá. Vậy thì chị Thanh phải nhanh nhanh nói tên món ăn thôi. Nếu ai đã từng biết món gỏi bắp cải thịt gà thì sẽ không thể bỏ qua được món tôi giới thiệu hôm nay. Đó là món gỏi bưởi bắp cải gà xé. Để thực hiện món gỏi này, các bạn cần chuẩn bị một miếng ức gà, 4 muối bưởi, cà rốt, bắp cải, nước cốt me, ớt bằm, tỏi bằm, sả bằm, ngò tây bằm, một số gia vị thông thường, nước tương Lisa và sốt mayonnaise Lisa. Nguyên liệu để làm món gỏi này thì em thấy cũng đơn giản thiệt đó chị Thanh. Đầu tiên em nghĩ chắc là mình phải luộc gà đúng không chị? Đúng vậy em, nước sôi rồi chúng ta luộc gà. Khi luộc gà, các bạn cho vào đây một ít muối để cho miếng gà của chúng ta đậm đà. Dạ. Bưởi các bạn chú ý chúng ta không có tách miếng to quá mà cũng không nhỏ quá. Và lưu ý là các bạn làm sao để cho muối bưởi của chúng ta không bị dập. Bắp cải các bạn thái sợi. Cà rốt các bạn thái mỏng, sau đó các bạn lại thái sợi. Bưởi em đã tách nhỏ ra giùm chị rồi nè. À, đẹp rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ em vớt giùm chị thịt gà ra nha. Dạ. Quý vị khán giả lưu ý, khi luộc thịt gà xong, chúng ta sẽ vớt thịt gà ra và cho vào trong tô nước lạnh. Như vậy thịt gà sẽ được trắng và không bị khô. Cà rốt cũng xong luôn rồi. Rồi, các bạn lưu ý bắp cải và cà rốt. Sau khi thái xong các bạn nhớ giữ lạnh để cho phần bắp cải và cà rốt của chúng ta có độ giòn. Như vậy là sau khi cắt xong á là mình cho vô ngăn mát của tủ lạnh hả chị? Đúng rồi em. Quý vị khán giả hãy cùng với Ngọc Hương lưu ý điều này. Sau khi cắt cà rốt và bắp cải, chúng ta sẽ cho cà rốt và bắp cải vào trong ngăn mát của tủ lạnh. Như vậy thì khi trộn gỏi, món ăn của chúng ta sẽ giòn và ngon hơn. Bây giờ Hương giúp cho chị xé gà ha. Sẵn sàng rồi. Các bạn cho vào đây khoảng một muỗng canh dầu. Khi dầu nóng, chúng ta bắt đầu cho một muỗng sả. À, cho sả vô. Một muỗng tỏi. Và một muỗng ớt. Khi đã có mùi thơm thì chúng ta tắt bếp. Các bạn cho vào một cái tô. Rồi bây giờ chúng ta nêm vào đây một ít gia vị. Các bạn cho vào đây một muỗng canh nước cốt me, một muỗng cà phê đường. Nước cốt me rồi đường đó hả chị? Và một ít muối em. Ít thôi ha. Và một phần không thể thiếu đó là nước tương. Mình cho nước tương Lisa vô hỗn hợp này luôn. Đúng vậy em. Chúng ta cho vào đây 2 muỗng nước tương em ha. Dạ. Rồi, phần gia vị như vậy là chúng ta chuẩn bị xong rồi. Bây giờ chúng ta cho phần thịt gà vào. Rồi em trộn lên. Mình phải ướp thịt gà với gia vị này trong bao lâu hả chị Thanh? Em để khoảng 10-15 phút là được rồi. Dạ. Các bạn cho vào đây bắp cải, cà rốt và bưởi. Các bạn cho tiếp phần chính của món gỏi này, đó là chúng ta cho vào đây 4 muỗng sốt mayonnaise. Và em cho tiếp vào đây một ít muối nữa thôi em ha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu trộn lên. Em nhớ nha, đây là khâu quan trọng các bạn. Chú ý chúng ta vẫn rất là nhẹ tay. À,
ha, em thấy không, đẹp không? Dạ. Rồi, sau khi chúng ta đưa rau ra, bây giờ chúng ta đưa phần gà lên. Dạ. Xong cái phần gà này rồi, các bạn rắc lên đây một ít ngò tây bằm. Wow, như vậy là món gỏi bưởi bắp cải gà xé đã hoàn tất rồi chị Thanh ơi. Đúng rồi em. Bây giờ chị cho em thử nha. Dạ, em đang rất là nóng lòng đây. À, rồi, em cảm ơn chị Thanh có nha. Có giống các cái món gỏi bắp cải thông thường không? Rất là lạ miệng chị Thanh. Bắp cải, cà rốt rất là giòn, bưởi cũng rất là ngon, thịt gà rất là thấm gia vị. Nói chung là em thấy món này hợp khẩu vị của em, mặc dù là lạ nhưng mà vị đặc trưng của sốt Mazzone Lisa đó chị. Béo béo, ăn ngon quá chừng ngon luôn. Hãy đừng quên đóng góp ý kiến cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, hộp thư bưu điện 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết rồi. Ngọc Hương và chị Thanh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.